Viện Làm Đẹp chuyên đề chăm sóc da 2. Đến với buổi học ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu làn da lão hóa cũng như cách chăm sóc da lão hóa và tìm hiểu về các dòng sản phẩm chăm sóc da hiệu quả chuyên sâu. Không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta hãy bắt đầu buổi học ngày hôm nay nhé. Học phần chính của bài chăm sóc da 2 ngày hôm nay sẽ bao gồm những chủ đề như sau. Phần thứ nhất, tìm hiểu về làn da lão hóa. Phần thứ hai, bổ sung những bước chăm sóc da chuyên sâu dành cho da lão hóa. Và phần thứ ba, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về dòng sản phẩm chăm sóc da hiệu quả chuyên sâu của Oriflame. Và nói đến những nguyên nhân gây lão hóa thì chúng ta không thể bỏ qua hai cái yếu tố chính. Cái thứ nhất đó chính là lão hóa về ngoại sinh cũng như là lão hóa về nội sinh. Lão hóa về nội sinh thì chiếm khoảng 20%, đó là chúng ta sinh ra lớn lên và già đi. Còn 80% còn lại, quá trình lão hóa da bạn có thể ảnh hưởng và tác động đến. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nguyên nhân gây lão hóa da đến từ bên trong. Đó là do quá trình sản xuất ra collagen và elastin chậm dần. Bên cạnh đó thì cái quá trình mà tái tạo các tế bào mới cũng sẽ giảm dần, làn da giảm dưỡng nước, viêm tấy hoặc là những cái tác hại của các gốc tự do gây ra. Cũng như những tác nhân phổ biến gây ra quá trình lão hóa da đến từ bên ngoài là do những cái tác nhân nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây. Đó chính là bức xạ ánh nắng. Thì một tí nữa Ngân sẽ chia sẻ sâu hơn về cái bức xạ tia UV. Cái thứ hai đó là môi trường ô nhiễm. Cái thứ ba đó là thói quen ăn uống không điều độ. Tất cả chúng ta không ai đảm bảo rằng mỗi ngày mình phải cung cấp cho mình bao nhiêu chất dinh dưỡng là đủ. Cũng không ai đảm bảo được có được một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng không nên hút thuốc và tránh xa khói thuốc. Và một cái điều trong cuộc sống mà Ngân nghĩ ai cũng gặp phải hàng ngày đó chính là căng thẳng. Trong cuộc sống có rất là nhiều điều để chúng ta lo nghĩ, nhưng Ngân khuyên các bạn là chúng ta hãy giữ cho mình có một cái tinh thần thoải mái và lạc quan để mình có thể trẻ lâu hơn. Ngoài ra thay đổi nhiệt độ hay môi trường trong nhà khô, chẳng hạn ngồi trong phòng máy lạnh hay là ngồi trước một cây quạt gió, thì đây cũng là một trong những cái tác nhân phổ biến ảnh hưởng và gây lên cái quá trình lão hóa da. Đi qua những cái tác nhân vừa rồi thì chúng ta hãy cùng xem lại chúng ta gặp thi thoảng hay là thường xuyên. Thì Ngân thấy là những cái tác nhân này là những tác nhân phổ biến chúng ta gặp thường xuyên và gặp mỗi ngày. Và khi tiếp xúc với những cái tác nhân này thì sẽ sản sinh ra các gốc tự do. Trước khi đi vào tìm hiểu sâu hơn về các gốc tự do, Ngân sẽ chia sẻ đến các bạn tác hại của tia UV đến làn da của mình. Mặt trời tỏa ra tia cực tím dựa trên bức xạ ánh sáng được chia làm 3 loại như sau: UVC, UVB và UVA. UVC có cường độ thấp và hầu như được thẩm thấu bởi tầng ozone, cho nên là không xuống được bên dưới ảnh hưởng đến làn da của mình. Nhưng tia UVB lại ảnh hưởng đến làn da của mình và ảnh hưởng lớp bên ngoài, chúng ta gọi là lớp ảnh hưởng đến lớp thượng bì. Và tia UVB có cường độ cao nhất trong ngày, đó là từ 10 giờ sáng cho đến 14 giờ chiều. Và cường độ của tia UVB sẽ cao nhất trong suốt mùa hè. Và đi gặp phải tia UVB thì da của bạn gặp phải cái hiện tượng đó chính là bỏng nắng. Và kính có thể lọc được tia UVB. Vậy tia UVA thì sao? Tia UVA trước đây đã từng được nghĩ là chỉ gây nên tổn hại nhỏ cho làn da của mình thôi. Nhưng mà theo như những nghiên cứu hiện nay, tia UVA lại là tác nhân chính gây nên tổn hại cho làn da của mình. Tia UVA có thể đi sâu vào phía bên trong, hoạt động và ảnh hưởng đến các chân nhân tế bào. Tia UVA có cường độ ổn định hơn tia UVB và tia UVA có thể đi xuyên qua kính được, ảnh hưởng đến làn da của mình. Cho nên khi ngồi trong phòng kính mà thấy là có tia UV, có ánh nắng lọt vào thì các bạn cũng nên dùng kem chống nắng. Và khi tiếp xúc với cả hai tia UVB và UVA sẽ gây nên những cái vấn đề này, đó là gây ra các nếp nhăn, gây rối loạn quá trình lão hóa da, giảm khả năng miễn dịch và có thể gây ung thư. Qua những cái kiến thức mà Ngân vừa chia sẻ thì cái bước chăm sóc da chống nắng không thể thiếu, phải không ạ? Ngân sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chống nắng đúng cách. Và các bạn đã chọn sản phẩm nào để chống nắng, bảo vệ da các bạn dưới ánh nắng mặt trời? Những cái sản phẩm nào có một cái dòng chữ đó là SPF. Đây là cái chữ viết tắt của chữ Sun Protection Factor, đo lường tỷ lệ thời gian bảo vệ da bạn dưới ánh nắng mặt trời. Vậy cái chỉ số chống nắng mà các bạn chọn căn bản đó chính là SPF 30. Từ SPF 30 trở lên, các bạn sẽ thoa kem chống nắng trước khi đi ra nắng 30 phút.
thoa một lượng dày vừa đủ cho khuôn mặt của mình là khoảng một lóng tay, cho toàn bộ cơ thể của chúng ta khi mà các bạn đi bơi, đó chính là 30g. Và các bạn sẽ thoa lại sau 2 tiếng nếu các bạn vẫn còn hoạt động ở dưới ánh nắng mặt trời. Và nếu như các bạn đi biển mà chúng ta tắm, chúng ta bơi xong, chúng ta lên thì chúng ta sẽ bôi lại kem chống nắng một lần nữa. Hy vọng là với những cái cách hướng dẫn chống nắng của Ngân sẽ giúp cho làn da của các bạn đẹp hơn và được bảo vệ dưới ánh nắng mặt trời. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các góc tự do cũng như làn da tươi tắn và khỏe mạnh của chúng ta hàng ngày phải tiếp xúc với hàng triệu các góc tự do từ nhiều nguồn khác nhau, những cái nguồn mà chúng ta đã vừa đi qua. Và cái việc mà tiếp xúc quá nhiều với các góc tự do không chỉ dẫn đến tổn hại các tế bào, nói chung những tế bào ở thế hệ sau sẽ làm việc kém hiệu quả hơn so với những tế bào ở thế hệ trước. Những tế bào này chịu trách nhiệm sản xuất ra sợi collagen và elastin. Khi những tế bào này đã bị tổn thương thì nó sẽ làm cho cái quá trình sản xuất ra collagen và elastin sẽ bị giảm dần. Sau đó thì làn da của chúng ta sẽ bị trùng nhão, chảy xệ và bên ngoài sẽ xuất hiện những cái nếp nhăn. Các bạn cũng đã hiểu được những tác nhân gây ra quá trình lão hóa da. Vậy chúng ta hãy đến với phần tiếp theo, đó là bổ sung những bước chăm sóc chuyên sâu để chăm sóc cho làn da lão hóa. Những bước mà chúng ta sẽ bổ sung đó chính là tinh chất, loại bỏ tế bào da chết và mặt nạ. Vậy thì cái bước tinh chất này sẽ mang đến lợi ích gì khi mà các bạn chăm sóc? Với lớp tinh chất chứa những công thức siêu dịu nhẹ cho nên có thể dễ dàng, nhanh chóng thẩm thấu sâu xuống bên dưới lớp thượng bì để cải thiện những cái vấn đề chẳng hạn như là nếp nhăn hay sắc tố da, và đồng thời cũng giúp kích thích sản xuất ra collagen và elastin, mang đến một cái hiệu quả cao và tuyệt đối. Và với bước tinh chất thì các bạn sẽ sử dụng mỗi ngày 2 lần, mỗi buổi sáng và tối. Chúng ta sẽ thoa trước khi thoa kem dưỡng. Bên cạnh đó thì với bước loại bỏ tế bào da chết cũng không kém phần quan trọng. Các bạn hãy làm bước này mỗi một tuần từ 1 đến 2 lần và làm vào mỗi buổi tối. Các bạn hãy tưởng tượng xem, nếu như lớp tế bào da chết ở bên trên cùng da của chúng ta được lấy đi thì sẽ làm lộ ra một làn da sáng hơn, khỏe hơn và mịn màng hơn, đồng thời cũng hấp thu những cái dưỡng chất từ tinh chất hay kem dưỡng dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, sau khi loại bỏ tế bào da chết thì các bạn đừng bỏ qua bước đắp mặt nạ. Với mặt nạ của Oriflame rất đa dạng và phong phú, sẽ dành cho từng mọi nhu cầu chăm sóc khác nhau. Mặt nạ làm sạch sẽ dành cho da dầu và các bạn sẽ đắp khoảng 5 phút. Với mặt nạ dưỡng ẩm thì sẽ dành cho da thường đến da khô, các bạn sẽ đắp khoảng 15 phút. Những công dụng của các loại mặt nạ này còn phụ thuộc vào cái nhu cầu chăm sóc của các bạn, sẽ giúp đáp ứng cái nhu cầu đó và mang đến cái hiệu quả khác nhau. Hy vọng là các bạn sẽ có đủ những bước chăm sóc chuyên sâu, bổ sung thêm để chăm sóc cho làn da lão hóa. Ngân cũng vừa chia sẻ đến các bạn những bước chăm sóc da chuyên sâu được bổ sung để chăm sóc cho làn da lão hóa. Vậy ở phần học chăm sóc da 1, Ngân đã giới thiệu đến các bạn quy trình chăm sóc da căn bản hàng ngày. Không biết các bạn còn nhớ không? Thì ở đây Ngân sẽ lặp lại một lần nữa. Mình có tất cả là 4 bước. Bước thứ nhất đó là làm sạch. Bước thứ hai là làm săn. Bước thứ ba, chăm sóc cho vùng da quanh mắt. Bước thứ tư đó là dưỡng ẩm ban ngày và nuôi dưỡng ban đêm. Vậy thì với cái nhu cầu chăm sóc da chuyên sâu này, chúng ta sẽ được bổ sung những bước như tinh chất, loại bỏ tế bào da chết hay mặt nạ. Vậy các bạn sẽ kết hợp cả hai cái quy trình chăm sóc da cơ bản và chuyên sâu này lại với nhau như thế nào? Thì ở đây là một cái quy trình chăm sóc da đầy đủ. Ngân chia sẻ đến các bạn gồm tất cả là 7 bước. Bước thứ nhất đó chính là làm sạch. Một ngày các bạn sẽ sử dụng 2 lần mỗi sáng và tối. Bước thứ hai, loại bỏ tế bào da chết. Một tuần các bạn sẽ làm từ 1 đến 2 lần và làm vào mỗi buổi tối. Và bước này các bạn chỉ nên massage loại bỏ tế bào da chết trong vòng từ 1 đến 2 phút, không nên làm quá lâu. Và sau khi loại bỏ tế bào da chết xong rồi, các bạn hãy rửa sạch mặt đi và lau khô. Sau đó chúng ta sẽ có bước thứ ba, đó chính là đắp mặt nạ. Vậy thì bước mặt nạ này các bạn sẽ làm một tuần từ 1 đến 2 lần và làm vào mỗi buổi tối. Sau cái phần đắp mặt nạ xong, các bạn sẽ có bước thứ tư, đó chính là dung dịch làm săn da. Bước này các bạn sẽ sử dụng mỗi ngày 2 lần, mỗi sáng và tối. Bước thứ năm đó là kem dưỡng da vùng mắt. Mỗi ngày sẽ có 2 lần, mỗi sáng và tối. Bước thứ sáu đó chính là tinh chất. Bước này các bạn sẽ sử dụng mỗi ngày 2 lần, mỗi sáng và tối. Và sau cùng đó là bước thứ bảy, chính là kem dưỡng ngày và đêm. Đây là quy trình chăm sóc da toàn diện đã được kết hợp giữa căn bản và chuyên sâu.
là gồm chăm sóc da 1 và chăm sóc da 2. Hy vọng là các bạn sẽ sở hữu cái quy trình chăm sóc da toàn diện này để có được một cái quy trình chăm sóc da mang đến hiệu quả cao khi chăm sóc. Chúng ta sẽ cùng đến với phần sau cùng, đó chính là tìm hiểu các dòng sản phẩm chăm sóc da hiệu quả chuyên sâu của Oriflame nhé. Và trước khi đi vào những dòng sản phẩm chăm sóc da chuyên sâu của Oriflame, Ngân muốn chia sẻ đến các bạn tất cả những dòng sản phẩm chăm sóc da này đều có một cái thành phần chung, đó là thành phần chất chống oxy hóa. Và chúng ta sẽ tìm hiểu xem chất chống oxy hóa là gì. Chất chống oxy hóa là một loại dưỡng chất có khả năng bảo vệ các tế bào cũng như chống lại sự xâm hại của các gốc tự do gây ra, đồng thời cũng như giúp nuôi dưỡng và làm chậm lại quá trình lão hóa da. Và những chất chống oxy hóa này được chiết xuất từ các loại thực vật, chẳng hạn như là cây, cỏ, hoa, trái. Và đây là nhu cầu chăm sóc cho làn da ở độ tuổi 25 cộng với bộ sản phẩm dưỡng da Triple Fashion, được chiết xuất từ hoa mimosa giàu amino acid, giúp trung hòa các tác hại động sâu trong tế bào da, yếu tố chính khiến da trông mệt mỏi và thiếu sức sống. Và sau khi bạn chăm sóc với bộ sản phẩm dưỡng da Triple Fashion thì sẽ mang đến cái hiệu quả ngay tức thời, như sẽ giúp da của bạn trở nên tươi tắn hơn, sắc tố da trở nên điều màu hơn và kết cấu da trông mềm mượt hơn, đồng thời còn giúp ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa với dòng sản phẩm dịu nhẹ có thể dành cho cả da nhạy cảm. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với một nhu cầu chăm sóc dành cho độ tuổi 35 cộng với dòng sản phẩm mà hiện nay đang làm mưa làm gió ở tại Oriflame, đó chính là dòng sản phẩm Ecolagen. Và chắc hẳn các bạn đã nghe nói đến tế bào gốc rồi, nhưng có lẽ hầu hết đều không ai biết được rằng ở thực vật cũng có những tế bào biệt hóa này. Chính chúng đã mang đến khả năng tăng trưởng và tái tạo diệu kỳ cho thực vật. Do đó, tế bào gốc giúp tạo nên tế bào mới để thực vật tăng trưởng liên tục. Những tế bào đặc biệt này, chúng được gọi là mô phân sinh và chúng được tìm thấy ở phần ngọn và chồi của cây. Vậy, chúng đã mang đến sự tăng trưởng cho cây, cho thực vật như thế nào? Các bạn thấy là một cái cây thì mỗi ngày một cao và lớn hơn, thì đây là thể hiện cái sự tăng trưởng. Bên cạnh đó, với một cái cây thì có rất là nhiều nhánh cây. Nếu như vô tình cái nhánh cây này mà bị gãy đi thì các bạn thấy rằng thân cây và nhánh cây sẽ đâm ra một cái chồi. Chúng ta thấy được cái sự tái tạo diệu kỳ ở thực vật để hình thành một cái nhánh cây mới. Và những tế bào đặc biệt này, chúng bất tử và mang đầy đủ yếu tố di truyền, cho nên các chuyên gia khoa học của Oriflame đã mang chúng về phòng thí nghiệm để cấy trồng. Và qua nhiều lần thanh lọc như vậy đã cho ra một cái chiết xuất cô đặc gọi là chiết xuất từ tế bào gốc thực vật. Chúng ta thấy được một điều rất là đặc biệt ở đây, đó là các chuyên gia khoa học của Oriflame họ đã không ra ngoài vườn hay ra bên vườn hoặc là vào một cái khu rừng để lấy cái nguồn chiết xuất từ thực vật, mà họ đã mang những cái tế bào bất tử này về phòng thí nghiệm để cấy trồng. Và qua nhiều lần thanh lọc như vậy, chúng ta thấy được một cái sự vô trùng khỏi những yếu tố nào, chẳng hạn như là môi trường ô nhiễm, những thuốc trừ sâu bọ hay là tăng trưởng, vân vân. Vậy trên dòng sản phẩm có ghi một cái hàng chữ mà các bạn sẽ thấy, đó chính là Procollagen Peptide. Thì đây là những hỗn hợp sau cùng của các chai peptic được lấy từ thành của tế bào thực vật thuộc họ hàng nhào khoai tây. Và sau khi chăm sóc, những cái phân tử siêu dịu nhẹ này sẽ thấm thấu sâu xuống bên dưới lớp thượng bì để kích thích sản xuất ra collagen lên đến 200%, và đồng thời tăng cường sản xuất elastin lên đến 300%. Và bộ sản phẩm dưỡng da này cũng đã được thử nghiệm trước trên những người tình nguyện nguyên dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Viện Da Liễu, và sau 12 tuần sử dụng thì đảm bảo là làm giảm nếp nhăn đến 33%. Và đây là dòng sản phẩm không chứa paraben với thành phần dịu nhẹ, sẽ mang đến cho các bạn một cái hiệu quả an toàn khi chăm sóc. Và chúng ta hãy cùng đi vào nhu cầu chăm sóc da dành cho độ tuổi 45 cộng với dòng sản phẩm chăm sóc da Calm Reversing. Tác động ở cấp độ tế bào với chiết xuất từ Genix Benzoyl giúp kích thích các chất chống oxy hóa, làm giảm các nếp nhăn, cải thiện độ tươi tắn, làm săn chắc da, độ đàn hồi, cũng như mang đến sắc da tươi trẻ. Bên cạnh đó, một nhu cầu chăm sóc da dành cho độ tuổi 55 trở lên là giai đoạn đầu của thời kỳ mãn kinh. Lúc này quá trình sản xuất ra collagen và elastin sẽ chậm dần và các dấu hiệu tuổi tác bắt đầu thể hiện rõ rệt. Dòng sản phẩm Time Reversing Intense ngoài thành phần Genix Benzoyl còn chứa phức hợp amino cộng độc đáo giúp phục hồi quá trình tái tạo tự nhiên của tế bào da,
kích thích sự tổng hợp collagen, elastin để làm mờ tất cả những cái nếp nhăn trên làn da ở độ tuổi 55 cộng. Và một trong những nhu cầu chăm sóc nữa mà chúng ta không thể bỏ qua đó chính là dòng sản phẩm Diamond Cellular, một trong những giải pháp dành cho làn da liên quan về sắc tố da, chẳng hạn như là sắc tố da không đều, da sạm hoặc nám. Dòng sản phẩm kim cương chứa bột kim cương giúp sắc da trông rạng rỡ và điều màu hơn. Dòng sản phẩm dưỡng da sang trọng này còn giúp ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa, hé lộ một làn da tươi trẻ hoàn hảo vượt thời gian. Và các bạn nên cân nhắc trước khi tư vấn dòng sản phẩm Diamond này cho những làn da nhạy cảm, từ da thường cho đến da khỏe. Nếu các bạn tư vấn đúng và phù hợp với loại da thì sẽ mang đến một cái hiệu quả rất là tuyệt vời. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bài học ngày hôm nay. Hy vọng với những kiến thức Vân vừa chia sẻ có thể giúp cho các bạn nâng cao kiến thức để áp dụng trong việc tư vấn dễ dàng hơn. Và sau cùng xin chúc cho các bạn thành công với dòng sản phẩm dưỡng da của Oriflame. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe và theo dõi.